Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn các bạn đo cái chỉ số nước của nhà các bạn đang dùng. Thì cái công cụ đo ở đây là mình dùng một cái bút TDS như này. TDS này. Đấy. Cái này viết tắt tiếng Anh của cái từ là tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước ấy. Đây, cái bút này thì khá là phổ biến, các bạn có thể mua được ở ngoài cửa hàng với giá trên dưới 100.000. Đây thì cái cấu tạo của cái này thì sẽ có một cái nắp mở ra, bên trong nó có hai cái điện cực như này, để các bạn khi nhúng vào nước thì hai cái điện cực này, nó cái nước đấy nó có các chất rắn thì nó sẽ dẫn điện và nó sẽ thể hiện ở trên cái màn hình này bằng cái chỉ số. Ở đây thì có ba cái nút chức năng này, đây là nút on off này để bật này. Đấy, chỉ cần bật lên như này các bạn nhúng vào nước là các bạn có thể đo rồi. Thứ nút thứ hai là temperature, tức là đo nhiệt độ ngoài trời. Đây các bạn nhìn thấy ở đây là nhiệt độ đang là 32,8 độ C này. Và cái nút tiếp theo là nút hold, tức là khi các bạn bấm vào đây nhá, nhúng vào nước để đo này thì ra kết quả bao nhiêu, các bạn giữ nút hold này thì nó sẽ giữ lại cái kết quả đấy. Đấy. Còn phía trên này, ở đây nó có một cái gài này, gài áo này. Và trên đây là có một cái nắp để chứa pin. Ở đây dùng hai cái pin cúc áo bạn nhé. Bạn cắm nó vào đây này. Đấy. Rồi. Đấy. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn ba cái cốc này để lấy ra ba cái mẫu nước. Nước đầu tiên là cái nước ở đầu nguồn vào nhà các bạn ấy, thì là từ cái nhà máy nước cấp vào đến nhà các bạn. Đấy. Và nước cốc thứ hai thì mình để là nước qua máy lọc nước. Đấy. Và cốc thứ ba thì mình mua thêm một cái chai Lavi ở đây để cho các bạn dễ so sánh về cái lượng chất rắn hòa tan trong nước. Đấy. Thì cốc đầu tiên là nước nguồn nha, thì mình lấy trực tiếp tại vòi luôn này, tại vòi rửa bát này mình ấy. Đấy. Đấy. Tiếp thứ hai là lấy ở cái máy lọc nước nhà mình này. Rồi. Okay. Cái cốc thứ ba nước Lavi này, đây mình có mua chai Lavi nhá. Mình đổ. Đó. Ok. Đấy thì đối với chỉ số thì để mà mình sử dụng đấy thì là theo cái biểu đồ chỉ số TDS ấy, thì là từ ngưỡng từ 170 đổ xuống, tức là từ 0 đến 170 là cái ngưỡng an toàn cho cơ thể, tức là mình có thể ăn uống được. Và đối với ngưỡng từ 170 đến dưới 400 thì là các bạn dùng để sinh hoạt. Và cái ngưỡng từ 400 đến 500 là ngưỡng nước bẩn nhé, các bạn không dùng được trong sinh hoạt. Và ngưỡng từ 500 trở lên là nước bị ô nhiễm rồi, gọi là nước thải rồi. Đấy. Thì ở đây thì đầu tiên mình sẽ đo nước nguồn, đầu nguồn vào cho các bạn, để các bạn xem nhé. Đây. Đấy, mình nhúng vào đây này. Bạn nhìn đi xem. Đây là nước đầu nguồn vào là 95. 95 là vẫn trong cái ngưỡng an toàn. Và nước đây ở nhà mình là nước của nhà máy nước Sông Đà. Đấy, 95. Khá ổn. Tốt cho cơ thể này. Tiếp theo là mình đo đến nước qua máy lọc nhà mình nhé. Nước qua máy lọc nhà mình là 13. 13 rất tốt cho cơ thể rồi. Ok. Đấy. Tiếp theo nhé, mình đo đến cái nước Lavi này. Các bạn thấy chưa? Nước Lavi của nó thì là 189. Cái này nó sẽ cao hơn. Đây tại sao mình lại để thêm một cái cốc nước Lavi ở đây để cho các bạn dễ dàng so sánh nhé. Thì là nước khi mà cái chỉ số TDS của nó thấp thì chắc chắn là nó an toàn với cơ thể rồi. Nhưng mà liệu nó cao có phải là hại đến cơ thể hay không thì chưa chắc các bạn nhé. Bởi vì là trong cái chai nước Lavi này thì nó sẽ có khuyến cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn Lavi ở đây này, là chỉ số TDS là 155 đến 220 mg trên lít. Đấy, nó bao gồm các cái chất bổ sung này, NCO3 này,
NA cộng này, CA2 cộng này, MaG2 cộng này, đấy, K cộng này, đấy, vân vân. Thì đấy là các cái chất bổ sung. Thế nên tại sao người ta gọi là nước khoáng nhé, nước khoáng. Còn khi mà nước mà nó cái chỉ số TDS về cực kỳ thấp thì nó lại gọi là nước tinh khiết. Nên là khi mà cái nước cứ từ 170 đổ xuống là ngưỡng an toàn cho cơ thể. Và nếu mà trên một chút thì cũng không sao, bởi vì là các bạn còn phải căn cứ vào cái việc là cái nước đấy có phải là nước khoáng hay không. Nếu mà nước khoáng nó có bổ sung các thành phần chất khoáng thì là nó sẽ mặc dù nó cao nhưng nó vẫn không ảnh hưởng gì cả. Thì ở đây thì các bạn chủ yếu là để ý cái nước đầu nguồn vào nhà mình như này. Đấy. Nước này là nước các bạn sẽ phải xem là cái nước này đầu nguồn vào của nhà bạn có đảm bảo dưới 170 hay không? À, từ 170 đến dưới 400 hay không thì nó mới đảm bảo cho nước sinh hoạt. Và cái này ấy, khi mà qua máy lọc nước thì nó phải đảm bảo là dưới 170 hoặc là dưới 150, như ở đây là 14 này, thì nó mới đảm bảo được cho cơ thể. Đấy. Rồi. Như vậy thì mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách thức mà đo cái chất lượng nước tại nhà của các bạn bằng cái bút bút TDS này. Thì các bạn có thể mua cái bút TDS này ngay tại các cửa hàng bán về thiết bị phục vụ cho máy lọc nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.